Vừa qua, đoàn y bác sĩ của Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn trên địa bàn xã Thới Quản, huyện Gò Quao và xã Phú Lợi, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Nhiều người dân địa phương rất vui mừng vì trước đây hoàn cảnh khó khăn nên các gia đình ít có điều kiện đi khám chữa bệnh. Như tôi, người già đi khám là trị bệnh nữa rất là khó khăn. Rồi bữa nay được đoàn xuống khám thì phải nói là một cái rất là mừng cho riêng bản thân tôi và cả bà con ở đây. Trong thời gian 2 ngày, các y bác sĩ đã tận tình thăm khám, chẩn đoán bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người. Ngoài ra, Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn chủ động phối hợp với y tế địa phương, tuyên truyền cho người dân thực hiện nếp sống khoa học, bảo đảm vệ sinh, tư vấn chế độ dinh dưỡng, thực phẩm có lợi và những chất kích thích không có lợi cho sức khỏe. Cái đây là một cái khám bệnh cấp thuốc miễn phí, kế hoạch này chúng tôi đã thực hiện đây là lần thứ ba rồi, nằm trong chương trình mà được kế hoạch của Bộ Chỉ huy tỉnh phê duyệt. Qua đợt khám này, nó sẽ là một cái động nguồn động viên của đồng bào dân nghèo nói chung để cố gắng nỗ lực phấn đấu vươn lên. Với tinh thần tương thân tương ái đồng bào vùng sâu vùng xa, hoạt động lần này của đoàn y bác sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã giúp bà con có điều kiện được chăm sóc y tế, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua đó làm tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân dân giữa bộ đội và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương nơi đơn vị đóng quân. Mong muốn rằng đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang quan tâm nhiều hơn nữa đối với xã Phú Lợi để tạo điều kiện cho bà con được tiếp cận các cái dịch vụ y tế cũng như về các cái chế độ chính sách an sinh xã hội. Việc tổ chức đoàn y bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà là việc làm đầy ý nghĩa của Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chung tay chăm sóc sức khỏe các gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, góp phần tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.